Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Có Misa Channel. Và hôm nay mình có một nhân vật rất là đặc biệt muốn giới thiệu với cả nhà. Đó cũng là nhân vật khiến cho mình thực hiện cái video ngày hôm nay. Ta-da! Hôm qua bé biểu đồ nhà mình mới vừa chích ngừa xong nên hôm nay vẫn còn khá là mệt, chưa có khỏe lắm như mọi ngày. Bé của mình là một bé biểu đồ đực 3 tháng tuổi. Hôm qua bé đã chích được mũi cuối cùng, là mũi thứ 3 rồi. Lông bé rất là bờm sờm, tại vì chưa có được đi cạo lông máu lần nào hết. Sau khi chích mũi thứ 3 xong, khoảng 10 ngày sau mình sẽ cho bé đi cạo lông máu để xinh đẹp như các anh chị bù đồ khác. Giờ mình sẽ liên lạc những cái dụng cụ mà mình sẽ cần để làm cái dụng DIY này của mình. Các bạn cùng theo dõi nha. You out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there?
to when we felt like this was forever. Can I take you there?
few moments later. Kênh YouTube channel của mình nha. Chào tạm biệt các bạn. Tạm biệt các cô chú. Và chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. See you.